Rồi, em xin chào tất cả anh chị em buổi trưa. Tiếp tục chiến đấu của đồ lính đã qua sử dụng nha em. Đồ lai ta lên áo công bắc cho máu này. Lên một con áo công bắc size XS, size nhỏ nha em. Hàng cấp phát của lính Mỹ à. XS thì nó chỉ 4 đến 50 kg thôi. 55 kg em bận cũng được. Nói chung là 55 vẫn được. Còn 60 kg trở lên là bận body anh em ha. Em chúc em sẽ bận vào cho anh em coi này. Con áo này dài chỉ có 76 xmon nha anh em. XS nha. Bề ngang của nó là 49. Áo con đẹp. Được mấy con này đẹp đẹp em chưa lại đó. Đẹp thì bữa hôm lỗi anh em mua hết sạch. Anh em nhiều anh em mua sau không có con nào hết. Con này 96%. Em bán rẻ con này luôn. Bán rẻ luôn nhá. Tất cả những cái giá này em bán đều là tri ân, cho nên anh em tận dụng cơ hội nhanh tay cút gọn lẹ. Con này mà bán giá này thì thực sự là không hiểu như thế nào luôn. Nhưng mà vì con này đầu like bán nha. Đầu like người được lộc đầu tiên là like đầu tiên được rẻ 250 mã 34. Bán lẻ đầu like nhé. Anh em coi em bận 55 kg này, em 55 kg chưa. 55 mà thì nhìn anh em coi nhá, ai mà có số ký nhỏ này. Dạ. Đấy. Có bao nhiêu phần gì là nó lòi hết. Có cái gì ở trong cùng cồn là nó lòi hết nha anh em. Đấy. Ai ưng thì chốt này, em 55 kg là bận xít xít chịt chịt luôn à, 60 kg ai mà to thì cứ xích ra như vậy thôi. À, giá đầu là 250 mã 34 chốt cho em nha. Đáng lẽ con này là 350 chứ không phải 250. Đẹp không? Lột cái mặt trái nó đẹp như thế này, mặt trái nó đẹp. Tiếp tục con này luôn, bán đầu lai bán luôn. Mấy con này bán rẻ cho anh em luôn nhá. Không phải đầu lai nữa là bán rẻ luôn. Bán rẻ luôn. Chơi đầu lai với đít lai thì 3 được 4 con này bán rẻ luôn. Con này là size L. L là bận thoải mái như hồi nãy em bận nó cũng ôm lắm rồi đó. Rộng hơn một chút là 70kg. Nếu mà bận body là 8 đến 90 kg, dài áo là 80. Con này dài áo là 80. Bề ngang của nó là 54, con kia có 49 anh em. ASIU chuẩn cấp phát bán rẻ luôn. Kim dồn này đều hết nha. Đó, đều và đẹp. 96 con này 250 mã 37. Bán rẻ luôn đi nhé. Mấy con cuối bán rẻ luôn. Không còn nữa đâu. Của hôm em kêu chừa lại mấy con đẹp đẹp á. Size M này, size M là 60 65 là bình thoải mái. 70 đến 80 kg là body. Đẹp nha. Không lầm lỗ gì hết. 96%. Chốt cho em con này 290.000 mã 39. Bán rẻ luôn. Bán dần dần là bán hết luôn. Tiếp một con áo cọc. Tất cả những con này đều tay thun hết anh em. Thun hết. Tay thun hết. Con này là size lab. Hơi bị to. 80 đến 90kg. Nhưng mà con này rất là nhẹ nhàng nha. Ai mà 75-80kg là bận thoải mái. Còn bận body thì 90kg. Con này đẹp lắm à, chất liệu của nó rất là mềm nhưng em phải thun nó. Ai bận con này là nghiền luôn, báo cáo trước, nghiền luôn, 300.000 mã 38 này. Đẹp lắm. Chất liệu, cái này giống như kiểu vải nhưng mà không phải thun. Thun. Em đo chiều dài và chiều rộng cho anh em nha. Dài áo con này là 80 mà báo cáo anh em để coi, con bắt không bao giờ có cái giá này đâu á. Bề ngang là 60, 61.
áo công bắp của em bán là 700 đến 800 nghìn. Không có cổ, còn có cổ là 900 đến 1 triệu. Có giá 300 nghìn này đâu mà 38 nghìn em. Rồi, hết. Tiếp một con áo multicam chất vải caro, vai 43, dài áo 70. Bữa hôm em nói không biết có một ai hay comment ở ngoài bình luận báo là qua bên kia mua đầy. Vậy thì anh em ta cứ ai cũng có mật hết, ở đâu rẻ ta nhảy qua mua nha em. Quan trọng anh em mua được không, cái đó là cái quan trọng. Và mua được cái đó là cái gì? Cái câu trả lời của em là cái đó là cái gì và mua được không. Rồi, con multicam này đều và đẹp, đồ mới 93-95%. Chốt giùm em con đó là 150 mã 33 nha em. Multicam hàng cấp phát của lính Mỹ à, chất vải caro. Bao anh em hàng cấp phát nha, không phải hàng tào lao nha em. Chỉ có 150.000 thì anh em bận lao động tẹt ga tùy thoải mái. Nói về đồ lính Mỹ thì anh em cứ việc bận thoải mái cho em. Em nói thiệt anh em, chỉ ngoại trừ anh em mua trúng một cái con mà nó xui lắm mới đúng, trúng rồi nhá. Cái con mà nó cái bảo quản của nó không tốt thì nó hư vải. Có nghĩa là cái vải nó hết hạn sử dụng luôn. Chứ còn mà đồ này cho dù nó lướt 10-20 nước chăng nữa anh em bận cũng tẹt thoải mái luôn, trời đã đời luôn. Con này 184 và căng hết cỡ là 92. Chất vải kaki 6 tứ hộp có bò mông, dài 114. Không phải là đồ của em quảng cáo đâu, không phải. Em bán đồ không bao giờ quảng cáo đồ của mình đâu. Nhưng mà em nói thực tế về đồ, những cái phản hồi của khách về đồ em mượn lời em nói thôi chứ em không có quảng cáo. Rồi, quần đều và đẹp nha anh em. Ở đây nó bị dơ một chút này, bị dơ ngay đầu gối. Quần này mà bán giá quần sọt á, bán cắt sọt em bán 350, bây giờ không cắt sọt để về luôn, dơ thôi nhé. 150 mã 35, 150.000 mã 35. Tiếp một cái quần này vải caro này, quần này to dài chắc là 100 cô tông mới em, to và dài 6 cái hộp của bảo mông con đây đô này em. Con này là chắc vô địch thiên hà luôn, có ai to bằng con này không trời. Bữa hôm em thử test có một con 130 à, vẫn có người chốt nhá. Con này cũng 120 à, cũng 120 mới 98%. Vẫn có người chốt nha, còn thầm tệ còn 2-3 người dành nhau chốt đó. Dài 122, hàng của lính Mỹ nè anh em. Con này coi bao nhiêu cô tông à. Con này mã xuất kho vẫn còn luôn, mới kem xà beng. Con này là 100 cô tông, con này là của Mỹ nhưng không phải quân đội Mỹ. 100 cô tông nhưng của Mỹ, không phải quân đội, không phải hàng cấp phát cho quân đội nha anh em. Anh em hiểu nghĩa em nói không ạ? Mới 100 cô tông nhưng mà lại hàng của đất nước Mỹ, không phải của quân đội Mỹ. Em nhấn mạnh nha, 300.000 mã 36. Trời ơi, một con mới kẹp mà đẹp và chất vải 100 cô tông và nó mới mà nó to. Mới nhưng mà to. Tiếp một con quần mưa. Hôm giờ ai có quần mưa giờ mua mưa giờ mua quần mưa nha. Quần mưa của Mỹ Granry ha. Con này ron thì bao đẹp luôn. Có cái nào cho anh em xem cái đấy. Có cái nào thì xem cái đấy. Con này là cái tem nó bị đứt đâu rồi mà nó chỉ có cái này thôi cả. Cái bụng của nó to nhất là 104 và anh em đôn lại cái này là đôn lại giúp em tầm 85-90 tùy anh em thích nha. Đôn lại nó như thế này, mới và đẹp. Ở dưới ống thì có dây kéo và có đôn bằng cái mi dán này nha em. Quần đang còn rất rất là mới và dài, quần 108.
con của Mỹ nha, của lính Mỹ nha nghe. Con nào của lính em nói lính rồi, con nào mà bán thương mại em nói thương mại, quân đội em nói quân đội nha, bán dân dụng em nói dân dụng nha. Mới 98%, ai mà tầm 8-90kg là mới vừa con này nha nghe. Cái bụng nó to thì ai mà nhỏ thì medium 7-80kg vẫn được, nhưng mà anh em phải rút cái lưng về theo bụng của mình. Còn 6-70kg thì đừng nhé, vì nó rút nhiều quá nó xấu không có đẹp. 390.000 mã 30. Quần mưa mà bữa nay em bán rẻ cho anh em, bình thường là 450, không? Quần này giờ bán 390.000 luôn. Em có hai con này, hai con này đang có tem. Con này là Luxor. Luxor hàng cấp phát nha anh em. Luxor thì nó cũng bụng 100, bụng 106 đôn về dùm em, 90. Cũng rất là mới như con kia luôn, hai con đều mới bằng nhau, dài 100, đều mới như nhau nha anh em, đôn về dùm em. Con này 390.000 mã 41, đồ mới như nhau, 390.000 mã 41. Tiếp một con sumi, con này là nó ngang thằng áo đỉnh cúc cúc mà giờ cầm phát nó rớt trà luôn này. Nó ngang với cái thằng áo kaki tem vàng xưa, vai của nó 48, dài áo 78, chất vải rất là mát, màu vàng vàng như kiểu là đọt truy non á, không? Chứ non bao mát nha. Ở bên này nó có tà này, tà bầu. Anh em về không thích anh em cắt tà ngang đi ha, nếu anh em không thích. Cái vai em đã báo nha anh em, màu của nó như vậy nha. Giá chỉ có 190.000 mã 41 này, bán giá sale luôn. Ở trên cái bọc vai của nó anh em nhìn kỹ giùm em cái, nó có bị dính dơ á. Dơ nhá. Rồi ở đằng sau ok, bên này cũng ổn luôn. Nói chung con này hoàn hảo, chỉ bị dơ chút chỗ bắp tay nha nhé. Anh em để số đầu vai nhá, vai nào vừa mình hãng chốt vai 48, dài áo 78, 48 là trên 70kg thôi anh em. Có một vài anh em nói một vài như mới nghe có một người à, bảo ủa anh 70kg, anh 70kg em lựa cho anh một cái quần, một cái áo. Em bảo em không có thể lựa được, anh đo giùm em số đo bụng và áo rồi lúc đó tao hẳn lựa. Anh bảo em không biết đoán số ký à. Rồi 70kg nha anh em, 65-70kg nha, 60-70 cũng được. Vì anh em mà thích anh em hớt ngang nè. Chốt giùm em con này 190.000 mã 40, 93%. Mà đúng thiệt, người Việt Nam giờ nói đoán số ký thì em mà bán hàng thì muốn chất lượng cao. Tức là khi mà bán hàng cho khách, người Nhật bắt buộc phải vừa. Thế còn mà mua về phiêu lưu bảo là về bẩn thử không vừa ta đổi trả thì em không có thích. Và người bán hàng không bao giờ thích. Và người mua hàng mà cứ mong chờ một cái áo để về bẩn mà bẩn không vừa nó mất hứng đó, mất hứng. Cái cổ áo satin của cấp phát nha em. Cho nên điều chuẩn nhất là, vì người Việt Nam mình không có cân, nói không cân thì nói vơ đùa cả nắm. Con này vai 44 nha, nhưng mà có người cân người không, vai 70, à dài áo 70, cho nên bắt buộc chuẩn nhất là lấy áo sơ mi của anh em đo vai. Con nào vai mình 48 thì chốt con 48, mình 48 thì chốt con 49 được, 48 không được chốt 47, vậy thôi cho nó nhanh. Con này bị chuột ăn này anh em này, chuột nó ăn này bị cái gì chặt đứt mất gốc. Con này ai mà mua về thì lên like giùm em 1-2 phân nhé, 3 phân nhé. Hàng chuẩn cấp phát nhưng mà
giá lao động em khỏi đọc đời em 300.000, mã 32, tay đều đẹp hết này. Ở đây nó gỡ một cái tem thì nó để lại một cái vết dơ, và trên này là cái sợi chỉ thôi. Còn ở số vai có chấm 3456 chấm sơn, sơn màu màu xanh nhạt nhé. Trên này đều rồi, ok nha em. Áo còn đều và đẹp, chỉ có cái là nó có chấm sơn thôi. Vai thì 44, con này thì tối đa là 65kg, 70 thì vẫn được. Nói đúng ra 70 mà tuổi mà tin tin là quất 70 là ngon lành đấy. Nhưng mà tuổi anh em hầu hết ở trên kênh này là được đâu em đếm trên ngón tay được mấy đứa cháu thì nó còn tuổi hai mấy nữa thôi. Còn tất cả anh em đều trên 40 hết rồi. Trên 40 thì ít anh em bận body nữa lắm. Như tầm tuổi em gì thì đang còn body được nhưng mà ít lắm. Cho nên ta bận là phải cho nó thoải mái một chút. Năm mấy 60 thì mình bận thoải mái, đừng có chơi sát. Vì người mình bằng cái que này giờ mà còn quất sát nữa thì đưa người ta kêu là cái gì mập mập chút cũng được, chứ lòi xương ra là kêu là cái gì. Nói tóm lại là không phù hợp. Rồi, chốt giùm em nha, giá lao động 300.000 mã 32. Có một con duy nhất nữa là hết like này nha. Con này là áo ấm, ngụy trang ấm, cực ấm và đại ấm luôn. Áo ngụy trang. Con này bận hai mặt, hai chiều, bận hai chiều. Mặt trong này là lớp nỉ và mặt ngoài này là lớp áo dố. Áo dố. Em đo vai này, vai của nó là 55. Con này có một cái tác dụng hay nữa, em sẽ cho em xem. Dài áo là 70. Đấy. Con này, mấy con này anh em đừng có mong là hàng cấp phát nha. Nó chỉ là dòng thời trang mà vớ vẩn mấy nước khác thôi. Ở đây là nó bị cái cổ tay nó bị dơn. Áo thì màu này nhìn nó buồn buồn quá, nhìn cái màu nó không có rực rỡ nhé, màu nó chìm chìm. Có những người thì thích màu chìm và có những người thích màu nổi, thì ai thích màu nào mình quýt màu đấy nha. Con này lại hay ở cái chỗ là nó bận được hai loại. Khi em bận mùa đông á, mà dài tay á, là mình bận là ok. Nhưng có những lúc anh em muốn có một con áo có cái lỗ thở, tức là sắp nách, cũng là mùa đông nhưng mà nó sắp nách, thì con này lại đáp ứng nhu cầu cho anh em, đáp ứng nhu cầu cho anh em ha. Đấy, nó có dây kéo ở đây, nó sẽ mở cái nách này ra. Mở nách này ra thì anh em bận ở trong áo gì thì bận ha. Chẳng hạn như cái áo đen em đang bận đây, anh em bận một con áo này dài tay hay cộc tay, nhưng mà áo này ấm nha. Đó, bận được hai cách, hai form kiểu. Rồi, con này là 75, 70 đến 80 đi, 85 cũng được, nhưng mà 85 là bụng phải thon thon một chút. Con này nếu mà đồ mới thì tầm 93-95%. Chốt giùm em con này 250 mã 31, nhanh nha em, nhanh tay nha. 250 mà không chốt thì phải tiêu đời luôn. Em chốt nhanh và lẹ giùm em nha. Con này anh em mà bấm chậm chậm là coi như mất tiêu. Bấm mà cứ người ta thì đưa cò, bóp cò nữa thôi, đặt gác súng chỉ có bóp cò, mà anh em đang còn đi tìm cái điện thoại ở đâu, số điện thoại ở đâu hè, là mất tiêu. Rồi. Em cảm ơn và hẹn gặp lại anh em qua ngày kia. Tối nay em sẽ không lên live nha nhé. Em xin phép vì nói đúng ra là chuyện gia đình. Em sẽ lo công việc gia đình mình rồi tiếp tục ngày mai nghỉ, ngày kia ta lại tiếp tục. Mong được ngày kia anh em vào ủng hộ em nhé. Em xin phép và chúc anh em luôn bình an, nhiều sức khỏe. Em chào.